Hi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình mới bắt mấy con ốc cho con bẹp bẹp của mình ăn nè các bạn. Con bẹp bẹp mà mình mới bắt về hồi hôm qua. Hôm qua mình có cho nó ăn cỡ 7-8 con ốc về. Hôm nay thì mình cho nó ăn thêm nữa. Hôm qua mình cho cái con bẹp bẹp này ăn á, nó ăn cũng bớt rồi. Còn mấy con ốc ở trong đây nữa nè. Còn mấy cái vỏ ốc thì lúc sáng mình ra đây mình dẹp hết trơn rồi. Dẹp mấy cái vỏ ốc bớt chứ để nó dơ lắm các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ bỏ ốc mới vô cho nó ăn nè. Nó nhảy dữ ta. Các bạn thấy nó nhảy như vậy chứ nó dạng hơn hôm qua khá là nhiều đó các bạn. Hồi hôm qua mình đứng ở đây là không được luôn nè. Đứng ở đây là nó nhảy băng banh đầu banh cổ hết trơn. Còn tới hôm nay thì mình đứng ở đây mình quay nó được rồi nè. Nó không có nhảy nữa. Các bạn có thể thấy nó gấp ốc nó ăn luôn nè. Đó. Ăn khá là ngon lành hơn ha. Thôi bây giờ thì để nó ăn đi hết các bạn. Chứ để mình đứng ở đây mình quay hoài thì nó ngại ngùng nó không có ăn đâu. Và sẵn hôm nay thì mình sẽ thử một lần cho cái con chim chích cầu này nó ăn ốc bu vàng thử xem coi nó có ăn được không nha. Đây nè, ăn không? Ăn được không? Ăn được không mà gấp? Hình như nó biết cách lễ hay sao các bạn. Các bạn có thể thấy nó lễ ra một cách chuyên nghiệp luôn nè. Như thế này thì chắc có thể là cái con chích cầu này nó ăn ốc được rồi đó. Thôi bây giờ mình thấy nó lễ cũng khó khăn quá các bạn. Nên là mình lấy cái cục ốc này ra mình đập nát rồi cho con chim chích cầu này nó ăn dễ hơn ha. Đây để tao đập nát cho mày ăn. Đây nè ăn đi. Đó. Ăn được không? Đây nè. Ăn không? Họ đem dùng nước nó nhúng nữa nè chứ đâu. Đó, y ghen không? Nó đem nó nhúng nước như vậy là nó ăn được rồi đó các bạn. Nhưng mà cái cục ốc này nó dai quá nên là nó sẽ không có đứt. Nó nuốt không có được nên là nó không có dám nuốt. Các bạn có thể thấy nè, nó ăn cũng ngon lành lắm chứ bộ. Thôi bây giờ thì để cho nó ăn đi hết các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài trước mình quay mấy con cá cho các bạn xem. Hôm nay thì mình quay lại cái hồ cá thủy sinh này cho các bạn xem nè. Bữa nay mấy cái tai bèo này nó mọc lép cái lu này luôn rồi. Để bây giờ thì mình sẽ lấy ra một ít cho nó thông thoáng, dễ ngắm cá hơn. Với lại là đem qua cho cái hồ cá ba đuôi của mình luôn nè. Cái hồ cá ba đuôi hôm qua mình mới set up hết các bạn. Đây, bỏ mấy cái lá bèo vô đây. Cho xanh xanh đỏ đỏ, thằng nhỏ nó mừng ha. Bỏ mấy cái tai bèo vô đây để cho mấy con cá này nó ăn. Tại mấy con cá ba đuôi này thì nó cũng ăn mấy cái thực vật này nữa nè. Nó ăn tạp lắm. Với lại là mấy cái tai bèo này thì nó cũng sẽ làm mát nước. Với lại là nó cũng giúp nước của mình trong hơn nhiều á. Một tí nữa thì mình sẽ cho mấy con cá ba đuôi này ăn rồi quay lại cho các bạn xem tiếp. Còn bây giờ thì để mình qua cái hồ cá thủy sinh của mình. Quay lại cái hồ cá thủy sinh của mình cho các bạn xem nha. Cũng lâu lâu kể từ khi mình thay nước cái hồ cá này rồi ha. Tới hôm nay mình mới nhớ để quay lại cho các bạn xem nè. Chứ hổm gậy mình quên không á. Bây giờ thì để mình cho ăn một tí cho bọn này lên ăn rồi quay cho các bạn xem sẽ thích hơn. Hồi lúc mình mua tới 4 con cá bình tích lặn đúng không? Nhưng mà hôm nay còn có 2 con các bạn. Còn con trống với lại con máy. Đây, con trống bình tích màu trắng nè. Với lại con máy bình tích màu trắng đâu rồi. Đây nè, đó. Hôm nay u nụ luôn. Hình như là chỉ mắc 2 con cá bình tích thôi. Còn mấy con cá kia thì vẫn còn đầy đủ ha. Hồi lúc mua về là mình có nói với mấy bạn rồi đó. Cá bình tích thì mình nuôi ít khi sống lắm các bạn. 2 con này nó còn sống là may dữ lắm rồi nè. Hên là nó chưa có ngẫm hết á. Để một tí nữa thì mình sẽ lấy cái cọng gông này mình thả vô cái hồ cá ba đuôi mới làm của mình luôn hết các bạn. Lúc nãy mình quên nữa. Còn bây giờ thì để mình cho mấy cái con cát banda ăn nữa. Cập nhật lại cho các bạn xem nè. Không ghê mấy bạn hỏi quá chừng á. Đây, bỏ vô. Hồi lúc mình được cho 9-10 con gì lận. Nhưng mà mình nuôi sao còn sống có 3-4 con gì vậy các bạn. Nhưng mà cái bọn này thì nó bự hơn khá nhiều đó. Các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy nè. Cái con này nó bự gần bằng ngón tay của mình luôn nè. À, còn cái con cá chim cu gáy này thì các bạn có thể thấy nè, nó bự hơn khá rõ luôn á. Không biết nó có làm thịt mấy con cá cát của mình không nữa. Thôi bây giờ thì mình sẽ thả ra các bạn ơi. Lâu lâu thì cập nhật lại cho các bạn xem thế thôi ha. Bây giờ thì bỏ cái cọng gông vô đây. Với lại là mình sẽ cho mấy con cá ba đuôi này ăn nữa các bạn. Đây, đây là cái bọc thức ăn mà mình mua cho mấy con cá ba đuôi này ăn nè các bạn. Mua về cho mấy con cá ba đuôi này ăn mà mấy con cá chưa kịp ăn nữa. Con mèo nó lậm rồi, nó cắn bé nhảy cái bọc luôn nè. Chán con mèo thiệt chứ. Ở đây thì các bạn có thể thấy thủ phạm đang ngủ rất là ngon nè. Ngủ quá chừng ngon luôn mà. Ngon không? Ngon lắm hả? Ừ. Nằm ngủ tiếp đi. Cái gì? Nó hử được cái mùi cám đó các bạn. Con quỷ này thiệt chứ. Làm không có được cái gì mà quậy không à. Bây giờ thì mình sẽ đổ thức ăn vô hũ các bạn. Đổ vô hũ như thế này thì đố con mèo nào có thể lại ăn được luôn á. Nè lú cái đầu vô ăn nó đi. Giả mình bây giờ á. Bây giờ thì mình sẽ cho cái bọn cá ba đuôi này ăn ha. Mình lúc sáng mình có cho nó ăn rồi. Mình thấy mấy con cá mà nó bị không thấy đường á, nó còn ăn nhanh hơn là mấy con cá thấy đường nữa. Đây, con cá bị mù lên ăn đấy không? Đây, các bạn có thể thấy con cá không có mắt nó ăn nè. Nó lưỡi nó nghe mùi thức ăn cái nó ăn nè. Trời hớp cái gì đâu á. Ăn mà không trúng cái gì hết trơn á.
Nói chung ăn được là khá là vui ha các bạn. Bị khuyết tật nhưng mà ăn vẫn ngon lành, vẫn phát triển bình thường. Nó ăn mới có mấy hộp mà hình như nó no hết trơn luôn hay sao rồi. Bỏ thức ăn dư một đống nè. Thôi kệ đi, để từ đây tới chiều nó cũng ăn hết rồi các bạn. Và mình nhớ là mình hình như chưa có quay mấy con cá chép mà bự bự này cho các bạn xem đúng không? Hôm trước thì ông Dượng Út mình cũng có câu dính ba con cá các bạn. Hai con cá bự như thế này nè. Ở đây thì có một con màu đỏ, còn một con màu vàng nữa. Con màu vàng chắc bây giờ nó tiến hóa thành phân hết luôn rồi. Hôm trước thì mình có quay hai con cá này rồi cái mình đăng clip ngắn các bạn. Thì ai mà chưa xem thì qua clip đó xem nha. Hôm bữa thì có ba con lận, nhưng mà hôm nay còn có hai con à. Lâu lâu thì ông Dượng Út mình cũng đi câu dính mấy con cá bự bự như thế này hoài luôn nè các bạn. Với mấy con cá lạ lạ nữa. Cái ông bỏ vô đây ông nuôi, nuôi được một hai bữa cái nó lật ngửa lên cái màn thịt ăn. Mình nói như vậy thôi chứ cũng gán cho nó sống, mà nó sống không được thì ăn thịt chứ không lẽ bỏ bây giờ. Con này cũng ký mấy 2kg cho bộ. Thôi bây giờ thì mình sẽ cho cái bọn cá này ăn rồi quay lại cho các bạn xem ha. Đây, cho ăn. Trời, có một cái chép đen đâu ra nữa trời. Mấy hôm nay không thấy nó luôn á. Tới hôm nay cho ăn mới để ý nè. Với lại đây là cái lá bèo mà hôm trước mình quay cho các bạn xem á. Cái lá bèo bự bự mà mình lụm ở ngoài ruộng nè các bạn. Mình bỏ vô cái hồ cá chép này, mấy con cá chép này nó ăn hôm nay muốn banh chậm luôn rồi. Trời, bỏ vô đây luôn đi. Khi nào nó đói vậy nó ăn. Ở đây thì mình có mấy con ốc táo nè các bạn. Ốc táo này thì của thằng Nhật Beta nó cho mình á. Nó cho thì mình lấy thôi. Ở đây thì vừa được 2, 4, 6, 8, 10, 12 con. 12 con ốc táo. Mình để quên trong cặp hổm gậy hơn một ngày đó. Hên hôm nay mình nhớ cái mình lấy ra mình quay clip cho các bạn xem luôn nè. Cái đầu ốc của mình bị sao các bạn ơi. Xin về bỏ trong cặp mà cũng quên nữa. Nhưng mà hên mấy con ốc táo này thì nó cũng cho bò á. Nên là nó vẫn còn sống khỏe các bạn. Đa số thì nó vẫn còn sống. Nhưng mà vẫn có mấy con chết nha. Như con này nó bị hở mỏ là nó ngỡm rồi nè. Nó bị như thế này thì một tí nữa mình sẽ cho cái con rùa của mình ăn luôn. Còn mấy con còn sống thì mình sẽ thả vô cái hồ cá bảy màu ha. Thả vô đây. Tại mấy con cá bảy màu nó bu lại rồi. Mấy con ốc táo mà nó tưởng đâu thức ăn gì á, nó bu lại. Để một tí nữa thì mình sẽ cho mấy con cá bảy màu này ăn mới được. Chứ để nó ghẻ mấy con ốc táo hồi, ốc táo nó hết nhớt luôn à. Còn cái con này thì mình sẽ đem cho con rùa common của mình ăn. Nhỏ xíu như thế này thì không có đủ con rùa này nó nhét cái răng nữa. Nhưng mà thôi, cho ăn vẫn hơn ha. Ơi đừng táp cái tay đâu mà. Thôi mình bỏ xuống. Bỏ xuống cái là nó bị mù luôn, nó hết thấy luôn. Trời ơi, nó đi kiếm cái giống gì đâu á. Để mình đút cho nó lại ha các bạn. Đây. Đút bằng tay luôn nè, đừng có táp chúng cái tay tao nha. Ơi, đút lại cho nó ăn lần thứ hai. Đây. Ý á, cái con ốc mày không táp mà mày táp tay tao mày. Hôm trước thử lực cắn của con cá la hán à, chắc hôm nay thử lực cắn của con common luôn á. Đây nè. Thôi không được rồi các bạn ơi, mình không dám đâu. Để mình kiếm cái gì mình đút cho nó ăn mới được. Đây, mình sẽ cho cái con rùa common này ăn bằng cái tâm như thế này mới an toàn nè. Chứ lúc nãy hơi không an toàn tí rồi. Rồi, nó táp cái mắt teo luôn rồi. Hiện tại thì các bạn thấy cái hộp nuôi rùa common của mình thì nó bị dơ các bạn. Tại lúc gại thì mình cho nó ăn cám. Cho nó ăn cám nên là nó không có được sạch cho lắm. Nó mới táp thục cái tay mình, cái giật mình trơn tài. Cái hộp nuôi dơ như thế này thì bây giờ để mình thay nước cho nó ăn cái ha các bạn. Thay nước cho cái chỗ ở của con rùa này nó sạch một tí mới được. Chứ để dơ quá dơ rồi. Thay nước xong nhìn sạch sẽ đẹp đẽ lì đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn. Ăn mấy cái cám này nè các bạn. Bỏ vô giờ nó sẽ lại nó ăn thôi. Các bạn có thể thấy nó ăn cũng khá là ngon lành chứ bộ. Táp liên tục luôn này thấy không? Mấy hôm nay thì mình bị lạm biếng đi kiếm cá kiếm ốc đồ lắm. Nên là cho nó ăn thức ăn cho nó nhanh. Cho ăn thức ăn thì xuyên thay nước một tí thôi. Để mình cho cái bọn rùa nhỏ với lại là rùa lớn ăn luôn nè. Bỏ thức ăn vô đây. Cho cái con rùa bụng vàng với lại cái con rùa máp của mình ăn thức ăn luôn ha. Đây bỏ vô. Bỏ vô đây cho mấy con rùa nhỏ. Ở đây thì các bạn có thể thấy con rùa cổ sọc nó ăn khá là ngon luôn nè. Đó, cái con rùa bụng vàng nó ăn ngon chưa? Bây giờ sẽ đến con rùa máp ăn nè. Đó. Cho ăn cám này thì nó tiện lợi lắm các bạn. Mỗi lần mình muốn cho ăn thì mình bỏ cám vô rồi mấy con này nó tự ăn thôi. Còn cho ăn ốc hay là cá gì thì mình mắc đi ra đồng mình kiếm. Bởi vậy lúc gà mình toàn cho mấy con rùa này nó ăn cám không à. Để ngày mai ngày mốt gì đó mình xiên xiên thì mình sẽ ra đồng kiếm cá cho mấy con rùa này ăn. Còn bây giờ thì ăn cám đỡ đi ha. Thì
trời không có nắng các bạn. Không có nắng cái con gồ này thì nó phơi nắng không có được á. Phơi nắng không có được nên là nó bị mai mềm rồi. Cái mai nó bị mềm rồi nè. Nó bị như thế này rồi ổn không ta? Có cách nào chỉ không ta? Bị mai mềm như thế này đó giờ mình mới gặp luôn á. Không biết chị sao nữa. Còn mấy con gồ cổ sọc này thì bình thường, mai nó cứ ngắt à. Còn cái con gồ common này thì khỏi lo rồi, nó trâu dữ lắm. Như lúc nãy mình có nói thì bây giờ mình sẽ cho cái bọn cá bảy màu này ăn nha các bạn. Cho ăn thức ăn mới luôn nè. Đó, đu lại mà ăn đi. Ở đây thì các bạn có thể thấy mấy con ốc táo nó còn sống nó bò đi nè. Ở đây thì cũng có mấy con nó bò đi rồi nè. Còn mấy con thì hình như nó bị mắc hay sao á, nó không có chịu bò. Nó lật ngửa lên luôn rồi. Để xem từ nay tới ngày mai con nào mà nó nổi đậu là nó ngỡm rồi đó. Mình sẽ bắt nó ra. Còn cái con nào còn sống thì mình sẽ để trong đây mình nuôi hết các bạn. Ok, như vậy đi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình xin phép mọi người cho mình dừng clip này tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Bye bye.